Chào anh chị và em là Quyết, hiện tại em lại đang ở trên cửa hàng đồng hồ đây. Hôm nay lên này lấy đồng hồ em mà lấy thêm một cái ấm này cho cái chú khách quen của em. Cái ấm đun nước, ấm đun nước điện 220 nhá, đồ điện Made in Japan. Nên lấy cái này giúp cho anh bác cái này là ấm 5 lít nhá, là về là cả cước thuế phí gửi về là nó hơn 8 triệu một chút. Đấy, thì các bác nào có muốn mua những cái đồ bên Nhật đấy, chẳng hạn là nồi cơm điện hay là cái ấm đun nước như này thì em cứ đều có nhá. Đấy, hôm nay lấy đồng hồ này. Ở đây cửa hàng này ở đây họ bán thêm mấy cái đấy nữa đấy, bởi vì đây là khu phố du lịch nên là họ bán thêm nhiều cái lắm, máy sấy tóc rồi thì là những cái đồ điện nhé, nồi cơm điện rồi ấm đun nước các thứ này thì đều có cả nhé. Sẽ thanh toán cho bác ấy và gửi về cho bác ấy, thì tí nữa sẽ lấy đồng hồ quay đồng hồ ấy gửi cho bác xem. Đây anh chị nhé, thì ở đây em quyết đang có những cái mẫu đồng hồ này đây này, là để sang cái một cái ấy này quay cho anh chị cho nó dễ. Đây ở đồng hồ đây hôm nay em có quyết lấy vài chiếc ở đây nhé, xe là 7-8 chiếc ở đây, 9 chiếc ở đây, lấy về cho các anh chị gia đình của anh chị này. Có hai bàn này, hai chiếc của Orion này nhá, là lấy cho một cái chú ở Lâm Thao Phú Thọ này. Đấy, chú ở cũng là tỉnh Phú Thọ, là ở cũng là ở gọi là đồng hương với em ấy, em quyết ở Phú Thọ nhé. Đây là lên nhanh cùng các bác cái chiếc bạc của bàn này thôi. Orion thì là đã có thông báo là từ ngày 20-21 là họ sẽ tăng giá nhé, toàn bộ là sẽ tăng giá là từ 15 đến 20% nữa, nhưng mấy bạn này vẫn đang lấy giá tốt cho các bác nhé. Là giá về tay cho các bác là chỉ có 6 triệu 500 nghìn thôi, là cái bạn này nhé. Ở trên này thì các bác sẽ có những cái thông tin là như bạn này là size loanh quanh khoảng độ 41.742 này, mặt kính sapphire nguyên khối nhé, và cái lịch sơn và mon ở phía góc 6 giờ này, Orion logo ở phía góc 2 giờ này. Lịch chúng ta sẽ ở phía góc sắp đều phía góc 10 giờ nhé. Máy ốc cơ automatic này, kính sapphire này. Mã của bạn này là RNAK0301S nhé. Giá bán niêm yết của hãng là 50.600 yên thì chưa có thuế phí gửi về, thì đâu đấy nó loanh quanh thuế phí gửi về nữa, nó thị trường người ta bán cho các bác phải tầm 11 12 triệu. Em quyết đang có giá về tay cho các bác là chỉ có 6 triệu 500 nghìn thôi nhé. Đó, mã PVD màu vàng rất là đẹp. Đấy thì trong cái bạn này thì hôm nay là có một anh khách rất là đặc biệt, anh ấy nhắn tin cho em Quyết và anh bảo là Quyết tìm cho anh một chiếc đồng hồ hàng tay của anh hơi lớn một tí đấy, thì tìm cho anh một chiếc mặt trắng, anh lại mệnh mệnh thổ với mệnh hỏa đấy, thì anh lại phù hợp với cái mà có tí vàng vàng đấy, thì em Quyết tư vấn cho anh cái này nhưng mà chưa có gửi hình ảnh và chưa có gửi bất cứ một cái thông tin gì cho anh ấy về cái chiếc đồng hồ em ấy lấy cho anh ấy nhé. Tức là anh ấy tin tưởng anh Quyết và anh ấy bảo Quyết là tìm cho anh cái phù hợp cho anh, bác ấy thôi. Đó thì em đã lên đây để em lấy thêm một chiếc chiếc này gửi về cho bác ấy nhá. Đó thì cũng chưa có gửi hình ảnh thông tin gì cả, bác ấy em bảo báo bác ấy là 6 triệu 500 nghìn nhưng bác ấy đã gửi thêm cho em nhé, bác ấy đã gửi thêm cho em, bác ấy bảo là mời Quyết cà phê thì em cảm ơn bác nhé, tối bác nhiều nhé. Thôi video thì em cũng làm thôi, hôm nay làm là giấu danh tính cho mọi người vì là có nhiều các cô chú ấy bảo là thôi cứ lấy thì cứ giấu danh tính cho chú đấy. Tiếp theo thì là cũng bạn mặt màu trắng này và màu trắng mà PVD này, chú này cũng là một chú rất là đặc biệt nhé, chú tìm hiểu cái chiếc đồng hồ này rất là lâu rồi đấy, chú bảo chú tìm hiểu cái dòng này rất là lâu rồi, cái cỗ máy chạy cỗ máy 8200 đấy, chú bảo là chú đã tìm hiểu cái dòng này rất là lâu rồi cho nên là chú quyết định chú lấy con này đấy, một con rất là đẹp nhé, mặt màu trắng này, kim cọc màu xanh rất là đẹp anh chị nhé. Đây này, nó rất là nổi trên mặt đây của màu trắng ấy, này qua nó khúc xạ ánh sáng nó đẹp như thế này đấy, cái kim cọc nó lên nó đẹp như thế này đấy. Chúng ta sẽ có phần đồ lịch là có lịch kép nhé, lịch tiếng Nhật và lịch tiếng Anh, thì ở đây đang có lịch tiếng Nhật nhé, bởi vì bản đồ điện Made in Japan mà. Cái bản này thì có hỗ trợ lấy có tay này, có dừng kim dây nhé, đầy đủ nhé, bởi vì nó một cỗ máy đầu 8 của nhà Citizen mà. Đấy, mặt kính sapphire nguyên khối này, nội địa Made in Japan nhé, phía góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ Made in Japan phía góc 6 giờ đấy ạ. Đó, đáy máy thì là đáy máy lụa cơ nhé, đây cho các bác xem, đáy máy thì là đáy máy lụa cơ đấy ạ, đây đáy máy lụa cơ nhé, kính sapphire này, đấy số serial number này, đó là logo thì chúng ta sẽ có cái khóa, chúng ta có khóa gộp gập một bên và chúng ta sẽ có Citizen logo của hãng này, cái này sẽ có lỗ chỉnh mắt dây này đó. Giá của bạn này nhé, giá niêm yết của hãng là nó sẽ rơi đâu đấy khoảng độ trên 7 triệu, gần 8 triệu đấy, chưa thuế phí gửi về đâu. Đấy thì bạn này nếu mà như giá bình thường ở ngoài thị trường họ sẽ bán cho các bác đâu đấy khoảng độ cũng khoảng khoảng phải khoảng độ là thuế phí về ấy, và tiền công cái mà lãi cho cửa hàng thì nó sẽ rơi đâu đấy khoảng trên dưới 11 triệu đấy. Em lấy về cho các bác là như bạn này vẫn là chỉ có hơn 6 triệu thôi, 6 triệu 500 nghìn nhé. Cái bạn Denim màu vàng nữa này, và Denim màu vàng này thì cũng có hai anh chị người Hà Nội nhé, là ở Hà Nội
Chị ấy mua tặng cho anh ấy là ngày sinh nhật, nhưng mà anh chị ấy cũng bảo là thôi thì cứ giấu danh tính cho anh chị ấy. Đó thì em cũng giấu danh tính cho anh chị là em cũng không có nói tên anh chị là gì nhé. Đấy, anh chị thì có nói là anh chị ở Hà Nội và anh chị cũng kinh doanh cửa hàng karaoke kia. Đấy, nhưng mà anh thích cái mẫu này cho nên là anh chị bảo là thôi thì cứ lấy cho anh một cái mẫu này đã, thì về thì sau này sẽ có duyên thì sẽ lấy thêm những cái chiếc cao cấp hơn cho anh. Đấy thì là mua ủng hộ em Quyết một chiếc này là để giao lưu với em Quyết đã. Đó. Bản này thì là cũng là nội điểm Japan nhé, riêng cái dòng này demi vàng này thì là nó có đắt hơn cái chiếc mà thép trắng nguyên này không không thưa này, đắt hơn một chút. Nó đắt hơn khoảng độ vài trăm đấy, nhưng mà chỗ anh chị thì là em lấy là bằng giá của bạn màu trắng này thôi. Thế còn nếu như mà bình thường là sẽ cao hơn một ít nữa đấy. Đấy. Thì bản này thì cỗ máy cũng là 8200 nhé. Thì bản này thì mạ video vàng nó sẽ rất là sang. Đeo tay nó cực kỳ là sang. これを割ります。箱入れといてください。これも割ります。Đó, thì là nó sẽ có bộ kim kiếm này nhá, mặt mặt trắng chảy tia rất là đẹp nhé, mặt trắng phay sẽ chảy tia cực kỳ là đẹp luôn, chảy tia đồng tâm từ giữa ra nhé. Logo Citizen ở phía góc 12 giờ, chúng ta sẽ có ô lịch kép ở phía góc 3 giờ có lịch tiếng Nhật luôn nhé. Bản đồ điểm Make in Japan các bạn. Automatic này, Make in Japan phía góc 6 giờ và chúng ta sẽ được kẻ cái vành Aturin đánh số từ 10 đến 60 rất là rõ nét nhé. Và mọi người sẽ xem giờ cái này thì sẽ chuẩn đến từng giây từng phút đúng không ạ? Dây thì sẽ là dây 7 chỉ và mạ PVD màu vàng 3 chỉ giữa nhé. Nhìn nó rất là đẹp, long lanh đúng không ạ? Phát sáng rất là tốt, độ hoàn thiện của dòng này rất là cao nhé. Cô máy đề cao 8200. これを割ります. Đây đấy, máy này máy lô cơ đấy ạ. Đó thì lên tay nhanh của các anh các chị thôi. Thì cái bạn này thì là lấy cho anh chị ở Hà Nội ạ. À, chị ấy mua tặng cho anh ấy là như ngày sinh nhật nhé, thì chị ấy bảo thôi thì giấu tên cho chị, thì em đã lấy ở đây cho anh chị rồi đó. Mà tôi đi dự thì thanh toán trước anh ạ. À, các bác em thanh toán trước rồi là sẽ là lên tay cho giới thiệu của các bác nhé. Các bác đợi em một chút để em thanh toán xong đã, xong rồi là giới thiệu của các bác nó sẽ ấy thôi. Cửa hàng của họ khá là muộn ở đây, hôm nào em cũng là người muộn nhất ở trên này luôn. Đây ạ, chiếc này là lấy cho anh chị ở hai chị ở Hà Nội đây, chị lấy tặng cho anh nhà. Thì tất cả những cái hàng của anh chị em lấy cho anh chị đây nhé, thì tất cả nó đều trong bọc trong siêu ni lông như thế này nhé, nó chưa có ai động chạm gì vào cả đó, kể cả từ tất cả những cái này là lấy cho cô chú ở Phú Thọ nhé, à, ở Lâm Thao Phú Thọ chú lấy ủng hộ cho Quyết cả cả cô cả chú đấy. À, chú thì lấy một chiếc Orient dòng Sun and Moon đấy, còn cô thì lấy cho cô cái chiếc cũng là của Orient năng lượng ánh sáng mà PVD màu vàng rất là đẹp nhé. Cái này thì cái của nước này em Quyết lấy rất là nhiều rồi. Mong thấy bạn nào tôi xem chút này sau này của chị 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 còn một cái này nè, cái này này em lấy cho anh ở đâu nhỉ, anh ở Hà Giang, anh ấy lấy ủng hộ cho em cứ một chiếc, nhưng mà cái chiếc đấy thì size nó hơi nhỏ với anh, size vào đấy thì là có 30 39 mấy là 40 ấy. Nhưng mà anh ấy bảo size nó hơi nhỏ thì là em đã lấy cái bạn này là size 42 về đổi cho anh ấy nhé. Anh ở trên Hà Giang. Bạn này thì cũng vô cùng là đẹp. Mà như cái bạn này thì là cũng là hiếm hàng của anh chị nhé, không còn nhiều hàng đâu. Thế còn là đặc biệt hơn nữa thì đây. À đấy. Dây vừa rồi nhé. Đây là tất cả mọi cái là đều vẫn là thanh toán cho các anh các chị bằng tiền Nhật nhé, nên mọi người hoàn toàn yên tâm khi mọi người mua hàng ủng hộ cho em Quyết nhé. Ai ai đi rồi mà
OK this. Thế hôm nay đặc biệt ở cái là lấy cho một anh ấy lấy hai chiếc của nhà Seiko này. Anh lấy hai chiếc giống nhau nhá. Năng lượng ánh sáng hai bạn này rất là đẹp đây ạ. Em quyết ở đây. Thì tí em quyết sẽ lên tay giới thiệu mọi người. Cái này thì em cũng đã lấy cho một bác khách của em ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bạn này là hai bạn này là hiếm rồi nhá. Đây là để phải đặt hàng tiếp các cô ạ. Thì anh ấy lấy hai bạn này là cho để tặng bố vợ một chiếc và bố đẻ một chiếc nhá. Đấy. Tặng cho bố đẻ một chiếc, bố vợ một chiếc rồi em sẽ để đây. Thì đây là tí ra ngoài bàn đây em lên tay giới thiệu cụ thể của anh chị luôn. Đây anh chị ạ, thì là đây nhá, cái bạn này là em đã lấy cái bạn size lớn hơn cho anh khách của em. Hôm anh lấy là cái size đấy em gửi về cho anh là size khoảng 39-40 đấy. Thì anh ấy bảo hơi nhỏ với tay anh thì em đã lấy thêm cái size lớn này nhá. Lấy thêm size lớn này, em gửi về cho anh ấy. Thì là đây này, lấy cho anh đấy là cái size này là size 42 nhá. Thì trên 42 đấy anh lấy về thì anh sẽ đeo thì sẽ là vừa. Thì là hàng gửi về bên Nhật là một lần nữa về cho anh nên là nó hơi chậm một tí. Thì là anh đợi thêm vài ngày giúp em nhá. Đó. Đây ạ. Đấy. Nhiều khi các anh các chị mà mua mà về mà đeo tay nó có bị to quá, có bị nhỏ quá thì em vẫn sẽ hỗ trợ các anh các chị đổi hàng nhé. Chứ không phải là các anh các chị lấy là em cứ bắt các anh các chị là phải lấy đâu nha anh chị nhé. Cho nên anh chị yên tâm. Có điều là nếu như trước khi anh chị mua thì anh chị hãy cho em biết cái thông tin, cái chu vi của tay chính thức của chính xác của mọi người nhá. Thì là em sẽ gửi cái mẫu về nó sẽ phù hợp cho anh chị hơn. Tiếp theo là bản này đây này. Bản này thì là có anh lấy cả hai chiếc này là để tặng cho bố vợ một chiếc và tặng cho bố đẻ một chiếc, hai chiếc giống nhau. Anh rất là tâm lý đúng không ạ? Mà bạn này thì nó kim quặc bắt sáng rất là tốt nhé. Size của bạn này nó chỉ khoảng 38 thôi. Năng lượng ánh sáng của nhà Seiko nhé anh chị nhé. Thực ra thì dòng dùng những cái dòng này nó rất là bền đấy anh chị ạ. Size 38.6 này, size mặt đường kính này. Độ dày của bạn này chỉ có 9.8mm thôi. Và cái phần càng của bạn này là 43.9. Thì cái này sẽ phù hợp với các bác có cổ tay nhỏ, cổ tay vừa nhé. Cổ tay nhỏ và vừa. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Kim quặc bắt sáng rất là tốt. Cái kim của bạn này đấy em rất đánh giá rất là cao vì kim cọc của bạn này nhé. Đó, mặt màu đen piano chảy tia rất là đẹp nhé. Kim kiếm này, cọc số là đơn giản cọc vạch thôi nhưng mà những cái chiếc đồng hồ càng đơn giản nó lại càng đẹp. Đấy là lấy hai chiếc này giờ giống y hệt như nhau nhé. Lấy hai chiếc này giống y hệt như nhau cho để giúp cho anh ấy tặng cho bố vợ và bố đẻ. Thế còn anh ấy đang muốn em quyết lấy hộ cho anh ấy một chiếc của Long Jin nữa. Nhưng mà chiếc Long Jin đấy thì anh cũng chưa quyết định. Đây là em cũng chưa có lên tay giới thiệu của mọi người được. Đề bản này giá là 30.800 yên này. Chưa thu phí gửi về nhé. Chống nước 100m. Và kính là kính sapphire nhé. Dòng này thì dùng nó, độ bền của nó là tương đương với máy cơ đấy. Thì dùng cái loại này nó có 12-15 năm. Thì mọi người mới phải thay pin nhé. Đấy, cái này là năng lượng ánh sáng. Cứ quen tay, quay có tay đi. Koreo Warimasa. Là điện cho nhau ở tại cửa hàng luôn. Và cũng giới thiệu luôn cho chú ấy là về một cái chiếc đồng hồ này nó rất là đẹp. Đấy, cô ấy, chú ấy lấy cho cô và cô lấy cho cô nhà và chú đang đặt một chiếc Longines nhé của em Quyết, một chiếc Longines của em Quyết, cái bản đấy cũng rất là đẹp và vàng 18 là mặt kim cương luôn nhé. Đấy đây này, quay cho các bác xem về cái độ hoàn thiện cũng như là chú xem về độ hoàn thiện cao cấp của dòng đồng hồ Seiko, dòng cao cấp của nữ nhé. Hôm nay cháu Quyết bảo với chú là trên cái bản này nó thiết kế này chú này. Để zoom hẳn to cái ấy lên cho nhá. Cái mặt này là kiểu nhìn như ở mặt sân phân cát ấy nhá. Và tất cả trên này nó kiểu là nó đính đá hay là cái gì đấy nhìn nó rất là sáng. Đây ạ. Kim cọc của nó hoàn thiện rất là cao nhá. Rất là cao cấp, nó rất là sáng khi mà ánh sáng nó hắt qua. Đấy, kim chúng ta sẽ có là kim kiếm và nó đánh với kinh nghệ Galaxy của Nhật. Đây này nó rất là sáng này. Bởi vì là thực tế ra cháu nhìn thực tế ở trên này cho nên là cháu tư vấn cho chú những cái chiếc đồng hồ nó phải thật sự là đẳng cấp. So với cái số tiền đẹp nhất so với cái số tiền các chú muốn bỏ ra nhé. Đó, bản đồ điểm Mi Japan, kính sapphire nguyên khối, năng lượng ánh sáng. Đó, thì các phụ nữ thì các cô, các chị dùng những cái bản này nó sẽ rất là hợp lý. Hơn là máy cơ, chúng ta sẽ không phải chỉnh giờ. Chúng ta sẽ không phải chỉnh giờ, chỉnh lịch gì nhiều cả. Chúng ta chỉ cần mà đeo thôi. Chỉ có chỉnh một lần rồi đeo thôi. Cái này thì là cháu đã chỉnh giờ của Việt Nam cho chú nhá, chú nhá. Vì là cô có thể là cô đeo thôi. Cái này chỉnh giờ nó hơi phức tạp hơn những cái chiếc đồng hồ rút núm chỉnh giờ bình thường. Cái này thì chú cứ đừng có rút núm chỉnh giờ nhé. Thì chỉnh giờ chúng ta sẽ có cái chỉnh giờ núm dưới này. Đấy thì là sau này nếu mà có sai giờ thế riêng hay là có thế nào đấy thì là chú hãy liên hệ với cháu thì cháu sẽ hướng dẫn chú cách chỉnh giờ nhé. Và ở trên này thì hướng dẫn luôn mọi người luôn. Chúng ta sẽ giữ cái lấy một cái kim ấy. Cái kim hay là cái chọc khai sim của điện thoại ấy. Ra dí vào đây để khoảng 5 giây nhé. Cho cái kim dây này nó tức là nó xếp tổ lại một vòng ấy.
Thế xong là các bác sẽ cứ dí lần lượt cái này để mà cho nó về cái chữ có chữ BKK này này thì nó sẽ xếp tinh theo giờ của Việt Nam nhé. Đấy, cái BKK này là theo cái giờ của Việt Nam này. Đó. Giờ chỉnh giờ nó chỉ có như thế thôi mọi người ạ. Đó. Thì là nó sẽ tự mà cập nhật ngày giờ cho mọi người nhé. Đó, bởi vì là nó là năng lượng ánh sáng mà. Ok, thì là đấy là cái bài này thì sẽ giới thiệu mọi người như thế thôi. Size kích thước của nó thì sẽ khá là phù hợp cho các chị, các cô. Size chỉ có 27.4, khoảng 28 thôi. Độ dày của bài này thì rất là mỏng. 7.7 mm thôi, kính sapphire nguyên khối, rất là đẹp đúng không ạ? Long lanh, phát sáng rất tốt. Đó. Cô demo cũng ok để. Và đấy thì hôm nay là cái hàng này thanh toán trên này thì nó cũng loanh quanh là chẳng biết 9 hay 10 trước thì đấy em cũng không nhớ rõ lắm. Đấy. Thì là thanh toán cho mọi người là mấy cái chiếc này nó cũng là những cái chiếc dòng đồng hồ nó cũng là so với mức giá là nó cũng là bình dân đấy. Bình dân là cái mức giá là em quyết đang săn cái hàng được hàng cái hàng giảm giá bên này nhé. Thế còn nếu như không thì là nó sẽ có cái giá nó cao hơn khá là nhiều so với cái giá thị trường họ bán thì là em quyết lấy cho các bác là giá là rất là tốt. Thế còn giá thị trường những cái mẫu này em quyết lấy cho các bác thì nó cũng không dưới 12 13 triệu đâu, ví dụ như hai cái chiếc Orion vào đây ạ. À, đặc biệt có một anh là em không không có gửi mẫu cho anh ấy, ví dụ như anh ấy mà có vô tình anh ấy xem được video này thì anh ấy biết là em để lấy cái đồng hồ cho anh ấy thôi. Đấy, chứ còn anh ấy bảo là chú cứ lấy cái nào nó phù hợp cho anh đấy thì đấy cũng không có gửi ảnh, không có gửi thông tin cho anh ấy luôn. Đấy, anh ấy bảo là tôi gửi cho anh xem mẫu, bảo thôi để em gửi đồng hồ về cho anh cho nhìn cho nó cảm thấy cho nó ấy cho nó bất ngờ anh chị ạ. Anh ấy rất là vui tính nhá và cũng tin tưởng em quyết, còn như tuyệt đối 100% rồi anh tin chú cứ tìm cho anh mẫu phù hợp. Em quyết báo giá như cái bạn vừa đây lấy cho chú ở Phú Thọ mới lấy cho anh ấy là bạn đấy là về tay là chỉ có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Đấy, em quyết báo giá các bác là giá thực tế ấy. Cửa hàng em quyết lấy nhiều thì là có cái giá tốt hơn cho các bác nữa. Đấy, thế thì là hôm nay lấy 9-10 cái như vậy thôi. Đấy, thì bây giờ em quyết cũng đi về để đặt long jean cho một chú nữa, cái chú mà chú vừa lấy cho cái đồng hồ cho cô nhà đấy thì là sẽ đặt một chiếc long jean cho chú ấy đấy nhá. Cái long jean đấy thì bạn ấy rất là hàng rất là cao cấp và lấy thêm một chiếc long jean cho một anh nữa. À, chứ lấy một chiếc FC cho một anh ở Hà Nội. Là một chiếc FC cũng rất là đẹp. Và bây giờ em xin phép nhé. Em xin phép là em dừng lại video ở đây là để tiếp tục cái hành trình đi lấy đồng hồ cho các anh các chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến xem ủng hộ cho kênh YouTube của em Quyên Nguyễn Japan. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em quyết xin kính chúc toàn thể mọi người cùng gia đình luôn luôn có sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và đạt được thật nhiều những cái thành công trong cuộc sống mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến xem video cũng như là tin tưởng ủng hộ em quyết. Đó, em quyết xin dừng lại video ở đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn trong những video kế tiếp. Em quyết xin mến chào và hẹn gặp lại.